Em là điều quan trọng nhất, không thể thiếu trong cuộc đời anh. Anh luôn dang tay ra và cùng nhau đi qua những khó khăn. Ở bên cạnh anh thì luôn là hạnh phúc nhất. Linh nói lát nữa em nhớ lấy đồ mới giặt ra phơi nha. Ok, em sẽ làm. Nhưng mà sẽ không làm. Bất hút luôn. Xong rồi đến bắt đầu trước khi đi ngủ bắt đầu em mới nhớ ra. Xong rồi lại lóc cóc dậy đi làm việc. Em nói trước nhá. Nói chứ. Linh có một sở thích kỳ lạ là trước đây rất là hay tìm hiểu những thông tin về người ngoài hành tinh và các hành tinh khác này, rồi đi bay, những cái thứ mà kiểu những người bình thường người ta sẽ không có tìm hiểu. Nhưng mà anh Linh rất hay tìm hiểu về những vấn đề đấy á. Tại mình phải tìm hiểu về vợ mình như thế nào? Tại mình phải tìm hiểu về vợ mình như thế nào? Được không? Linh rất là thích tìm hiểu về những cái người tin khác, tại vì là Linh tin rằng là họ đã đến đây rồi và đến đây lâu lắm rồi, và giúp mình xây dựng ví dụ những cái tháp, cái tự tháp, tháp và nhiều cái trên thế giới. Được. Có người lúc đó là không thể nào mà xây dựng được mấy tháp như thế nào, có người lúc đó là không thể nào mà xây dựng được mấy tháp như thế nào. Rất là tò mò về cái mà đã xảy ra trong lịch sử và đến bây giờ mình vẫn thấy được, và đến bây giờ là người ta vẫn chưa có giải thích được là họ xây như thế nào, cho nên là thế cho nên mọi người rất là thấy cái điều đó rất là kỳ lạ đúng không? Còn Sarah thì thực ra là một người cũng khá là đơn giản, thích mèo và thích những cái phụ nữ, thích nữ trang và fashion thì cũng không có gì đó, rất là bình thường, không có gì lạ lắm. Ở đây là liên tục tên dây Sarah là giống như là khi mà ai xì hơi thì người kia phải làm bằng mọi giá là phải xì hơi mạnh to hơn. Và đôi lúc mà xì hơi trong mặt luôn. Ra là Sarah mặc đồ gì thì thấy cũng đẹp đó. Nhưng mà thường xuyên là không mặc đồ. Ngủ cũng không mặc đồ cho nên là cần thiết phải hỏi mấy câu này không ạ? Chuyện bình thường mà bao nhiêu người ngủ đâu có mặc đồ đâu. Nhưng mà theo nghiên cứu khoa học thì là không mặc thì sẽ tốt cho sức khỏe. Thế hả? Yeah. Anh hay nghiên cứu khoa học anh không biết à? Mình đợi câu hỏi được không? Em biết trả lời sao? Nói chung là chắc tốt. Không? Hợp thế ạ? Dạ. Đúng rồi. Đã hợp với nhau và hiểu ý nhau. Còn đối với Linh là Sarah luôn vào lúc nào cũng sexy, tại vì là ngoại hình rất là đẹp. Chăm sóc cho vợ và nấu ăn cho vợ. Ôi vậy hả? Ta là một mảnh ghép không tách rời, tâm đầu ý hợp. Cảm ơn em là một người tri kỷ để anh được chia sẻ và sống đúng với chính bản thân của mình. Và em hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau để đi hết quãng đời còn lại. We'll be right back.
Mới nói tên Dương nha. Em nói đi. Anh cũng không nhớ nằm nóng ở đâu nữa. Nghiệp thì luôn luôn thấy vợ mình đẹp nhất, sexy nhất vào hai buổi. Đó là buổi đi diễn với lại ở nhà. Ủa là sao? Buổi tối nha. Nghiệp thì thấy vợ Nghiệp sexy nhất là lúc mà khi mang bầu. Bởi vì lúc đó là cái người nở nàng. Hèn gì bắt em có bầu à? Đang dụ đi bắt có bầu nữa. Anh thì sexy nhất là khi tập luyện. Bởi vì lúc đó nở ra đúng không? Yeah. Giống như là em có bầu em cũng nở ra vậy. Nghiệp nghĩ là bí mật đen tối của vợ Nghiệp là mỗi lần mà Nghiệp đi diễn xa hay đi đâu đó mà không có ở nhà là luôn luôn là trốn Nghiệp đi mua đồ, mua tất cả những cái vật dụng mà ở nhà. Còn anh thì bí mật đen tối nhất của anh là thừa lúc em không có ở nhà là cắn và xoạt con và em đã coi camera hết. Với Nghiệp thì đó là đỉnh cao. Và Quốc Nghiệp là thầy của Ngọc Mai. Chúng ta hiểu nhau bao nhiêu, sát vai đi qua bao điều. Với người ta là một mảnh ghép không tách rời, tâm đầu ý hợp. Oh, 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 oh.